Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang đứng ở một đoạn kè mà theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì từ tháng 3 năm 2016 thì phần đê Hữu Hồng thuộc địa bàn huyện Quế Võ nhiều điểm bị sạt lở dài đến 50m, trong đó ăn sâu vào các bãi của sông. Cùng với đó thì tỉnh Bắc Ninh phải chi ngân sách đến 30 tỷ đồng để gia cố 3 điểm kè sạt lở này.